Hôm nay Nhật Huyết sẽ nấu bột xương sá đen nha mọi người. Đây, mua trong siêu thị bột xương sá đen hạt chia. Mình sẽ đập nước cốt dừa nè. Vào để nó cho cho Huy là bánh của nó nè. Cho bột coi. Đây. Mẹ mở ra có gì trong đây. Để mẹ giới thiệu. Dạ. Này cái gì vô? Này bịch gì vô? Cà phê. À cái này là bịch bột xương sáo nè mọi người. Bột xương sáo. Này bịch gì trời? Đây là bột. Bịch non nem gì gì không biết. Chắc cái bịch này bịch đường để ăn chung á. Bịch gì vô? Mày nghiên cứu một tao. Bịch gì vậy luôn? Bột non tay ghi vậy mọi người. Bột non tay ghi vậy mọi người. Hả? Bột chắc tỏi nhất rồi. Đưa mẹ coi, đưa mẹ coi. Không, có bột này không à. Cho bột xương sáo vào một tí nước. Đây. Đây là bịch hạt chia. Có chút xíu luôn mọi người. Rồi bây giờ nè, bỏ vô không? Bỏ vô đây. Bỏ vô thì đi leo xuống. Leo xuống mới bỏ được. Dạ. Lấy cái ghế xích ra. Dạ, sao dạ. Con xích, con lấy cái ghế ra đi, mẹ cho bỏ vô. Dạ. Ừ, trời, trời quá. Heo đó thiệt. Đây. Rồi. Để coi. Để coi. Bỏ xuống. Má, muốn tính rồi đây. Từ từ nè, từ từ. Cho dặn nước. Đại ca tôi nó quậy. Nấu được gì mà quậy quá. Dạ. Quậy luôn. Đậy luôn, để lên, để lên nó chảy, để lên. Dạ. Dạ. Để lên, nữa. Gì coi. Nữa. Dạ. Rồi, ngưng. Rồi, mình sẽ ghé một lít nước vô đây nha. Từ từ, đồ. À, có một nó đồ mệt mỏi luôn. Bây giờ mình sẽ quậy lên. Trời mẹ nè. Ừ. Quậy đi quậy. Không tay quậy đi. Cái này mình quậy xong mình để 5 phút mình mới nấu nha mọi người. Đưa mẹ coi cái bịch bột này, bịch bột gì vậy? Cái bột bột. Đen không? Màu gì? Đen. Bột xương sáo đen thì nó phải đen chứ. Có xương sáo trắng nữa, úp xương sáo trắng ăn giống như chan cầu cầu vô. Ok, được rồi. Ừ, cho nó quậy đi. Nó quậy một hồi là nát đời cô lụ luôn. Chiếu mọi người coi. Nè mọi người. Không. Cảm ơn biết. Rồi đưa đây mẹ quậy cho để coi. Cái rồi nha. Đừng có tháo ra chưa làm mà cắn gì. Đã hiếu. Dạ. Chưa ăn mà quậy gì. Được rồi. Bây giờ mình sẽ để đây khoảng 5 phút nha. A few moments later. Rồi mình ngâm được 5 phút rồi cho mình sẽ đi nấu nha. Mm-hmm.
In the street, gonna be a big man. Đây là một khuôn sáo mình đã đặt rồi, là mình tắt bếp này. Giờ mình sẽ đổ vào khuôn nha. Đây, sôi 5 phút. Nóng gì vậy? Đây. Đây là cô cơ. Và bây giờ mình sẽ để đây cho nó nguội. Và mình sẽ để vào ngăn mát tủ lạnh nha mọi người. Đi. Sẽ đi nấu tới cái bột non da đi gì mọi người. Đây sẽ bỏ vào. Bỏ cái bịch bột này vô. Cam đường mà mọi người nhắm mọi người bỏ lại đi. Không biết. Sẽ trộn lên mọi người. Trộn bột với đường lên. Rồi, sẽ bỏ 400ml nước vô. Mình sẽ cho bịch nước cốt dừa mình nấu chung luôn đi mọi người. Bịch bột nước cốt dừa mình nấu chung luôn đi cho nó thơm luôn. Cái này cũng giống giống như nước cốt dừa vậy, nãy giờ mình mới nghiệm ra. Ồ, cực kỳ thơm luôn. Đó. Bỏ nước cốt dừa vô, trời ơi nó thơm nứt mũi rồi mọi người. Đó. Đó. Đã chưa? Đi ngâm mặt kia nha. Nước đun sôi mình để ấm rồi, bây giờ mình sẽ bỏ mặt kia vô nha. Cái này nước nó ấm thì bỏ mặt kia để mình ngâm nha. Bây giờ mình sẽ để đây và chờ xương sáo đập nữa mình sẽ ăn nha mọi người. Wow. Đây xương sáo đã đập rồi, bây giờ mình sẽ đi sắt mình ăn nha. Đây. Mình bây giờ mình sẽ sắt nha. Ngon không? Ngon ra rõ. Số 1 nha.
Bye bye. Bye bye.